toàn bộ tất cả chi tiết ở phần ngoài đều là vàng nguyên khối đúc ra hết. Trước khi tháo nắp pin thì chúng ta phải tắt nguồn. Rồi sau khi tắt nguồn xong, cũng giống như là lấy sim hồi nãy, chúng ta lật nghiêng thảo xuống thì chúng ta sẽ thấy được nó sẽ hở hở cái khe của cái chốt bán nguyệt này ra, và chúng ta nảy ra, dỡ ra, sau đó sẽ bung như thế này. Lúc này chúng ta chỉ việc cầm cái vòng bán nguyệt này nè, chúng ta xoay ngược kim đồng hồ thì ngay lập tức cái nắp pin nó sẽ được mở ra và chúng ta nhắc nó khỏi phần máy. Ở dưới đây nó có một cái khe, chúng ta sẽ đưa vào cái khe này và đẩy ngược cái quả pin lên trên để mà nhích cái phần đáy của quả pin ra. Có nghĩa là trong này cụ thể là đối với máy thì sẽ có ba cái chân pin ở bên trong, và ba cái chân pin này đàn hồi được